Xin chào quý vị, mình là bác sĩ soát chuyên khoa 2 tai mũi họng của phòng khám tai mũi họng Thiện Tâm. Hôm nay mình đến đây để chia sẻ với quý vị cái vấn đề về chấn thương màng nhĩ và viêm tai giữa sau khi mình đi máy bay về. Đây là cái hình mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây là cái hình. Đây là ống tai ngoài, đây là ống tai ngoài, còn đây là màng màng nhĩ, tai giữa, tai trong, thần kinh tai, đây là cái phần ốc tai này, còn đây là thần kinh tai. Cái lỗ thông này là cái thông vòi Eustace, lỗ thông từ mũi lên lên tai giữa. Khi cái lỗ thông này nó thông thoáng thì cái tình trạng viêm tai giữa nó sẽ đỡ viêm. Do đó khi mà mình đi máy bay lúc mà cất hoặc là hạ cánh á, thì cái tình trạng của cái hòm nhĩ này là cái tai trong cái tai giữa này nó áp suất nó tăng lên hoặc là giảm đột ngột, nó sẽ làm cho dễ bị chấn thương màng nhĩ và nó chấn thương tai. Do đó khi mà quý vị đi máy bay thì trong lúc cất hoặc là hạ cánh thì mình nên ngáp hoặc là nuốt hoặc là nhai xi gum, thì nó sẽ làm cho cái lỗ thông này nó mở ra, nó hạn chế được cái tình trạng mà chấn thương màng nhĩ với chấn thương tai cho mình, hạn chế tình trạng viêm tai giữa sau khi mình đi máy bay về. À, có một số quý vị thì khi đi máy bay nhét một cục bông gòn vào cái phần nắp tai này, hoặc là mình nắp nhét cái cục nắp tai vô đây, thì nó không có ý nghĩa nhiều trong trường hợp phòng tránh chấn thương màng nhĩ. Do đó mà khi mình có một số quý vị khi thấy ù tai á, thì bịt mũi miệng thổi thì nó sẽ làm cho thông thoáng cái lỗ thông từ mũi tới tai này, nó sẽ giảm bớt cái tình trạng ù tai. Nhưng mà đó là cái biện pháp Vatsava, đó là mình chỉ làm được trong trường hợp là cái mũi họng của mình nó cái mũi họng này là cái phần mũi họng này nó với xoang của mình nó không có bị viêm. Còn khi nó viêm viêm xoang thì khi quý vị làm cái niệm pháp đó, nó sẽ chui cái dịch từ cái xoang cái mũi nó lên cái tai, nó gây ra tình trạng viêm tai giữa nó nặng thêm. Nên quý vị nhớ là khi mà mình bị viêm mũi họng hoặc là viêm xoang, trong vòng họng đang có dịch thì không có nên làm cái niệm pháp Vatsava. Cái niệm pháp đó là mình bịt mũi bịt miệng mình thổi. Đây là bác sĩ sẽ làm cho quý vị thấy là khi mình bịt mũi bịt miệng phùng má mình, bịt mũi bịt miệng phùng má mình thổi thì nó sẽ làm cho cái dịch của cái vòng họng và cái xoang của mình nó chui lên cái tai, nó làm cho tình trạng viêm tai giữa nó sẽ nặng thêm hoặc là tình trạng ù tai nó nặng thêm. Do đó là quý vị nên tránh cái tình trạng đó khi bị viêm mũi họng hoặc là viêm mũi xoang này, nên đi khám sớm, đừng có để cái tình trạng mà viêm mũi xoang mà ảnh hưởng đến nó làm cho biến chứng lên cái tai. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là như bác sĩ nói đó, cái tình trạng mà khi mà mình đi máy bay lúc cất hoặc hạ cánh thì mình nên ngáp hoặc là nuốt hoặc là nhai xi gum để cho phòng tránh cái chấn thương màng nhĩ và chấn thương tai cho quý vị, hạn chế cái tình trạng viêm tai giữa sau khi mình đi máy bay về. Do đó quý vị muốn đọc cái bài viêm tai giữa hoặc là chấn thương tai, mình viết trên báo Thuốc Sức Khỏe, đưa lên trang fanpage phòng khám tai mũi họng Thiện Tâm, hoặc quý vị xem trên kênh YouTube phòng khám tai mũi họng Thiện Tâm. Nếu quý vị thích cái video clip này nên chia sẻ cho các người khác để phòng bệnh cho tốt, nhất là những bạn làm bên tiếp viên hàng không thì nên hướng dẫn cho khách cái cách mà đi máy bay làm sao cho đỡ chấn thương màng nhĩ. Tại vì sau khi mình làm tai mũi họng trên 20 năm khám và điều trị ngành này thì mình gặp rất là nhiều cái trường hợp viêm tai giữa do chấn thương màng nhĩ, viêm tai giữa và chấn thương màng nhĩ sau khi mình đi máy bay về.
À, xin tinh thần chân thành cảm ơn quý vị. Và nếu quý vị thích thì hãy bấm like để cho mình có động lực để làm những cái video clip phòng bệnh về tai mũi họng cho quý vị lần sau. Xin chân thành cảm ơn.